Đó, đây là địa chỉ trước nhà mình nha cả nhà, nó đối diện căn nhà mình luôn. Ở đây thì mình là hẻm cục nha cả nhà. Ở ngoài đó là đường lớn ha. Nói chung ở đây là mình xe hơi vào được thoải mái luôn. Thì mình chỉ có thể là mình đậu trước nhà thôi. Đó là cái phần này nè. Mình có thể đậu xe hơi trước nhà. Nó như bên kia là cả nhà mình thấy nó có một chiếc xe hơi nè. Nó đậu thoải mái vô tư. Tại vì cái hẻm cũng khá là rộng, khoảng 5 mét nha cả nhà. Rồi bây giờ mình giới thiệu cho cả nhà mình một căn nhà. Nhà này là diện tích 4 x 13 và một trệt 2 lầu nha cả nhà. Đó, thì căn nhà này về cái ánh sáng là thấy là rất là ok rồi đó. Rất là nhiều đèn. Thì phía trước là thiết kế một cái phòng khách. Phòng khách thì khá là rộng luôn. Và tiếp theo là cầu thang. Thì phía sau là một cái phòng bếp nữa. Thì tất cả những phòng ngủ là đều đưa lên trên hết. Tại vì cái diện tích mình cũng hơi ngắn á. Đó, phía sau là còn đất trống của người ta như thế nha. Như cái phần tủ bếp này kia là bên chủ nhà người ta đã làm sẵn cho mình hết rồi. Đó. Khá là rộng luôn. Thì ở trên có một cái kệ gỗ và phía dưới cũng có một cái. Cái bếp thì đã lót đá hoa cương cho mình hết rồi và màu đen. Thì khi mình xài thì nó sẽ rất là lâu bị dơ nha, hoặc là những cái vết bẩn nhìn cũng khó thấy. Ở dưới thì có một đó, đây thì cái bồn cầu nha cả nhà. Là mình đi ra thì mình khỏi cần phải kéo, khỏi cần phải đóng lại mà nó sẽ tự khép lại luôn, rất là hay. Ở ngoài đèn màu sắc này kia nó có thiết kế cho mình một cái đèn chùm nè, rồi đèn rất là nhiều. Nhưng mà ở phía sau là mình được thêm cái cửa sổ trên rất là sáng nha cả nhà. Rồi mình mời cả nhà mình lên trên lầu. Cái cầu thang thì thiết kế cũng khá là rộng nha, mình đi lên rất là thoải mái. Mà lên trên thì nó có hai phòng ngủ, một phòng trước và một phòng sau. Đó, mình có một cái ban công nhỏ nhỏ xinh xinh đằng trước nữa. Đó nha. Đó, phía sau là mình hẻm cục rồi hết rồi. Đó, phía trước ha. Rồi, bây giờ Nhân sẽ dẫn cái nhà mình đi lên lầu, quên, cái nhà vệ sinh nữa. Đó, mình có một cái nhà vệ sinh ở trên. Nói chung là cái nhà này rất là mới, và mới xây luôn nha cái nhà. Nên là mình mua, mình ở là giống như một cái nhà mới luôn. Ở đây nó có một cái quạt hút cho cái nhà vệ sinh của mình luôn. Nó hút mùi nha cả nhà. Chỉ cần mình bật đèn lên thôi thì cái máy hút nó sẽ hoạt động. Mà mình tắt là nó tắt luôn. Nó có sẵn cái vòi sen cho cả nhà mình luôn rồi nè. Vòi sen, vòi tắm. Rồi, bây giờ mời lên lầu 2 ha. Nhà này thì nếu như cả nhà mình đang kiếm nhà để mà dọn vào ăn Tết luôn á, thì nó sẽ khá là phù hợp. Thứ nhất là nhà mới, mình vào làm chủ đầu tiên luôn, chủ nhà đầu tiên. Rồi phía sau có một phòng ngủ, phía trước một phòng nữa, vậy là cái nhà mình tổng cộng là 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 1 phòng bếp, 1 phòng khách. Rồi. Rồi toilet ở lầu 2 thì nó cũng giống y chang như lầu 1. Cũng có quạt hút, cũng có vòi sen. Cái nhà này thì hồi nãy Nhân nhìn vào cái thì nó chỉ mới có 200 mấy ký thôi, tức là 200 mấy ký đó là những cái anh chị, những cái người mà làm ở căn nhà này họ xài, họ dùng để xài máy cắt này kia đó, thì nó chỉ 200 mấy ký thôi. Đó, tức là cái nhà mình là mới 100%, mới xong luôn và chưa ai ở. Rồi còn cái giá bán là Nhân ghi ở ngoài
ngoài đầu video với cả nhà mình cứ mình coi cái giá ở ngoài trước, rồi xong mình thấy cái giá mà nó ok, nó phù hợp với cái tài chính của mình rồi thì lúc đó mình bấm vào video để mình xem chi tiết căn nhà như thế nào. Và nếu như cả nhà mình mua thì có thể liên hệ với Nhân, và chỉ cần là mình đặt cọc trước khoảng 100 triệu hoặc là 50 triệu cũng được, không sao hết. Và mình hẹn với chủ nhà là trong vòng 7 ngày cho tới 10 ngày thì mình đi công chứng sang tên, và lúc đó là công chứng sang tên xong thì mình cứ dọn đồ vào mình ở thôi. Rồi mình nhìn lại một lần nữa nha. Rồi cuối video thì Nhân cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân, và cả nhà mình hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể là xem được video sau nữa, để biết đâu có một căn nhà, một lô đất hoặc là một cái dự án nào đó mà thích hợp với cái vị trí mình yêu thích, và quan trọng nhất là vừa cái tài chính của mình. Và lúc đó cái gọi Nhân sẽ tư vấn thích mình với cả nhà mình nha. Và có thể là mình chia sẻ video này để mình gửi cho những người thân hoặc là những bạn bè mình đang cần một cái căn nhà mới để mình ở mình đón Tết đó. Còn số điện thoại thì Nhân đã để trên video rồi, thì chỉ cần mà ai cần, ai có nhu cầu thì lúc đó cứ gọi cho Nhân, hoặc là mình kết bạn Zalo với Nhân để mình xem trước cái sổ hồng của căn nhà này. Hiện tại là đã sổ hồng riêng và có sổ sẵn rồi đó. Mình ưng thì kết bạn Zalo, Nhân sẽ gửi qua Zalo để mình xem chi tiết cái sổ trước, nếu mình ok thì qua xem nhà thật, rồi hẹn với chủ nhà. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại video sau.